với các bạn tôi một cái cô à một cái nàng tiên tóc hồng đó, mà nàng tiên này nhìn cái mặt kiểu rất là no luôn các bạn. Nàng tiên này là nàng tiên cái gì nhỉ, nàng tiên tí hon đó mọi người. Bây giờ mình sẽ tô cái viền của cái cọng dây trên tóc của cái nàng tiên này ha, nó mỏng á mọi người, cho mình tô từ từ nhé. Và cái bông trên đầu của nàng tiên này sẽ là màu xanh nước biển. Cái này của mình, cái màu của mình nó hơi bị kiểu ấy rồi, cho nên là tôi nó không có được đẹp mấy ha mọi người nha. Rồi tóc màu hồng mình sẽ dùng hồng lợt ha mọi người, không có dùng hồng đậm đâu. Rồi tiếp tục, rồi để ốc tiêu còn vài phút nữa xong rồi, rồi đợi mẹ với con, mẹ còn vài phút nữa mẹ xong rồi. Lấy nấm cho em ngậm vô. Nấm đâu em, út còn vài phút nước xong rồi. Mẹ sắp xong rồi, mẹ sắp xong rồi. Mẹ còn 7 phút nữa, 7 phút mấy nữa mẹ gọi. Thôi không có vậy được của mẹ nè. Nè ma 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 ma, mình sẽ sử dụng màu hồng. Rồi mẹ đổ vô. Màu hồng lợt này nha. Nãy sao con ngậm nấm không? Ai biết lúc mà tụi mày ẩm nó ra, ai biết tao có nhìn đâu. Nó ẩm ra không có ngậm lắm. Chị kiếm cho mày đi. Tao có để ý đâu, tụi mày ẩm nó đi rồi tụi mày hỏi tao chứ. Đây nè. Trời. Nãy nội điện nó, ngoài điện nói chuyện gì với mẹ con? Nói vụ chốt chứ gì, phải không? Dạ. Biết rồi, còn mẹ hai nói gì vậy? Rồi tiếp tục mình sẽ sử dụng cái cánh của cái này màu xanh lá, thì mình sẽ tô màu xanh lá vào ha. Nãy giờ quần này tục cánh lạnh luôn. Tô màu rung rinh luôn ấy. Con nhỏ đó không hứng thú với màu tím đó các bạn ơi. Nhỏ này đâu có cái gì màu tím cho nhưỡng đâu mà tô. Người ta không có màu tím thì sao mà tô màu tím? Không có màu xanh nước biển đó mày ơi. Chung là cái này tô khá là nhanh mọi người, tại vì không có nhiều chi tiết đâu. Mọi người thấy gì? Tại vì sao mình đè mèo thôi, chứ thực sự là nó không có nhiều chi tiết. Đánh con bỏ qua. Mẹ con đó cũng có mua cho con với bà ngoại mỗi người một bộ. Hình như mỗi người hai bộ luôn. Thấy mùa chị về tô. Chị tô hư bà ngoại nó chị tô đậm á. Còn ngoại chỉ mới tô nhạt lại. Tiếp tục. Tới đây. Vừa tô vừa nhìn nha mọi người. Coi em bắt quạt lên cho em đi nè cái đó. Em có cách nhìn cái chân ngoài này đó. Đó, cái cánh màu xanh như vậy nha mọi người nha. Cánh dưới màu đỏ ha, màu đỏ thì mình cũng sẽ lè mèo luôn. Đè xuống thì nó mới ra được cái mèo thật của nó. Gặt đầu cái gì gặt, nó không cho lấy đâu. Xuống rồi mẹ. Đói hả con? Đói nó hay gì rồi? Cho nó thêm hộp nữa con. Thôi để đi hộp cho cha, hộp cho cha. Để xíu nha. Clip này xong nó cho nó đi ngủ mới được. À, có màu nè. Có màu tím nè mọi người. Cái thao màu đen hay màu tím vậy? Tím. Mắt tao cũng không có tốt, còn tụi mày tao cũng sập nụ. Buồn ngủ á. Đâu buồn ngủ nữa đâu. Đứa nào cũng buồn ngủ hết á. Rồi tiếp tục là tới cái này màu vàng ha mọi người nha. Chị ơi mặt con thú còn tỉnh bơ. Đi mà tỉnh lắm. Mặt nó cũng lờ đờ kìa. Lờ đờ. Lên rồi mẹ ôm ngủ. Nực dữ vậy. Tới giờ nực, hồi nãy thì lạnh cũng lạnh xỉu. Giờ nực thì nực cũng
xỉu mấy cái clip không? 8. Cái này nữa là vài chục clip rồi. Cái này để chụp đấy hả? Ừ. Thì nãy tao quay được 2 clip, cái tao ngưng, cái giờ tao quay thêm được 8 clip thì là ăn chụp clip rồi, nãy giờ quay được ăn chụp rồi. Còn tưởng là quay được 8 clip, cái Úc được chụp. Úc 8 clip xong rồi bạn ra nấu mì Úc cho chú mì. Cái này nè Úc. Nấu mì xong rồi đâu? Đâu Úc. Có, đang quay cái con nhỏ này đòi. Cái lên cho ngủ xong rồi cái giờ. Cái gián đoạn. Con nó lụm nha. Lụm của tao mà lụm, tôi lụm vô đầu bây giờ. Con bị phỏng rồi, con ảnh như này rồi, cái con hết đau luôn rồi. Nó tôi đè mèo vô mọi người. Ôi trời ơi, mỏi quá ha. Tôi ghét mốt bị chai luôn. Nhỏ nó mặt đạn nữa mà. Ê. Nhỏ cái da trắng rồi. Úc sẽ kèm sẽ cái trắng luôn nhà đó đi Úc. Gì con? Tối nay không sức kèm luôn quá. Con ngủ quá. Tao cũng vậy đó, chắc tao này không sẽ kèm cử. Tôi chết quá à. Chết thì chết, cái gì vậy ta? Úc tháo cái này cái gì vậy? Rồi ok, vậy? Trời ơi, mình cảm giác đẹp quá mọi người. Tôi những cái mèo này xuống đẹp. Chút nó dài lại ra. Đẹp khủng khiếp luôn mọi người. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi còn cái dòng nữa, cái dòng nó mềm hơn. Cái dòng mình sẽ tô cho màu gì đây? Thiếu màu gì trên người này? Thiếu màu gì? Thiếu màu da ngựa. À, không. Mình sẽ kiếm màu gì nó sẽ... À, mình sẽ tô màu xanh biển. Mình sẽ tô dòng này để cho nó nổi lên. Ờ, ngày mai đi kiếm cái đồ chuốt đó bay, để qua chuốt màu cho tao bay. Đồ chuốt, chuốt chị hết. Ờ, chuốt mấy cây màu nè, giờ cái đậu gì rồi sao tô? Tô con xin quả tiền đi trống. Cái gì vậy bà? Úc có kìa, cái bao ở trên nóc nè, áo nóc á. Cái bao làm đồ của tao có một cái đồ chuốt. Nó hồi nhỏ cô cũng ơ lấy đi. Mà trẻ con đi chuốt luôn. Wow. Wow, mình phối mà vô nhìn đẹp, mọi người nhìn nổi lên liền. Không giống trong nhỏ này mẫu là màu vàng cam mà cam đẹp. Cam rách á mọi người, phối màu xanh này lên kiểu nó nổi cái bàn tay á mọi người. Con thấy màu vàng nó không đẹp. Nhưng mà nói lên nhìn nổi nha, nhìn trắng cái ta nhìn sẽ biết có cái dòng, còn trên đây nhìn kỹ nó mới thấy nè. Đúng không? Con tưởng là cái dòng nó bị nhìn kỹ nó mới thấy cái dòng. Rồi sẵn thì tô lên cái cổ. Cái cổ thì cũng có dòng không? Tô thí luôn đi. Giờ này thì tô nhiều màu cho nhỏ này quá là mệt quá. Rồi ok, thì video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hay thì để lại với mình một like và một cái kênh. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau. Bye bye. Bye guys.